Sau đây tôi xin hướng dẫn cách tạo bảng dữ liệu thuộc tính ở trong MapInfo. Với cái cách thứ nhất này, chúng ta sẽ tạo cái bảng dữ liệu thuộc tính độc lập, tức là không có mối liên hệ với cái bảng với cái dữ liệu không gian ở trong MapInfo. Cái bảng dữ liệu thuộc tính này thì sẽ sử dụng trong cái trường hợp là chúng ta sẽ nhập số liệu trực tiếp để vẽ một số loại biểu đồ phụ ở trong MapInfo phục vụ cho quá trình là biên tập bản đồ. Cách làm như sau: vào file chọn new table, chúng ta sẽ chọn là tích vào cái option là open new browser, bỏ cái option là open new mapper, table chapter là chọn option là create new, kích chọn nút create, ta sẽ có một cái cửa sổ là new table chapter. Ở đây ta sẽ định nghĩa những cái trường có trong cái bảng của chúng ta. Ta tích vào add field để thêm trường. Tôi trong trường hợp tình huống này tôi sẽ làm một cái bảng có hai trường, một cái trường là năm và một cái trường là số dân. Tôi muốn vẽ cái biểu đồ về về tăng trưởng dân số chẳng hạn. Để cái name này ta đặt là đặt tên của cái trường đó, ví dụ năm. Type là cái phần mà kiểu dữ liệu. Ở đây có rất là nhiều kiểu dữ liệu, chúng ta có lựa chọn. Để tình huống này tôi chọn là character, kiểu dữ liệu bằng chữ. Độ rộng width thì ta thấy rằng là những cái độ rộng của cái trường năm thì lớn nhất đến thời điểm hiện tại là nó là 4 chữ số, ví dụ như là 2099 thì cũng là 2999 chẳng hạn đấy, hoặc là 9999 thì cũng là 4 chữ số thôi. Thì ta đặt ở đây là 4, độ rộng là 4. Tôi add field cái trường thứ hai đó là trường số dân. Chúng ta chú ý rằng là ở cái phần name này thì tên trường là ta đánh là không dấu, không có ký tự đặc biệt, không ký tự trống. Số dân, ví dụ tôi muốn mà tạo một khoảng trống thì tôi đánh shift trừ số dân này, còn nếu không chúng ta có thể là đánh liền. Đó. Muốn nó đẹp chúng ta có khoảng cách thì dùng shift trừ. Cái type của nó tôi chọn là integer. Với số dân thì ta thấy rằng là không có phần thập phân, ta thấy rằng đây là số nguyên. Tôi xác định là tôi làm cái bảng gồm hai trường như này. Sau khi mà định nghĩa xong các cái trường này, ta ấn vào nút create. Ở đây nó sẽ hiện ra một cái bảng yêu cầu chúng ta đặt tên cho cái bảng thuộc tính này. Tôi đặt tên là số dân. Tìm cái đường dẫn mà để cái thư mục mà để lưu lại, tôi đặt thư mục bất kỳ nào đó. Các bạn có thể tìm ở cái phần mũi tên màu đen này, tôi lưu trong cái thư mục mà ví dụ của tôi, và ta ấn save. Thì lúc này cái ở trong Memfo sẽ bật ra cái cửa sổ browser là cái bảng số dân chúng ta vừa làm. Thì ở đây là có hai cái trường chúng ta vừa định nghĩa. Ở đây bắt đầu muốn nhập số liệu vào thì ta sẽ kích chuột phải chọn new row, hoặc là ta ấn Ctrl E new row, ví dụ 51990. Số dân ví dụ như là 56 triệu ta. Ấn Ctrl E này. Năm 2000. Số dân của tôi là 70 triệu chẳng hạn. Ctrl E này. 2005. Của tôi là 79 triệu chẳng hạn. Ctrl E này. 2010. Số dân của tôi là 86 triệu. Ctrl E, giả sử như là 2015. Dự báo số dân khoảng 90 triệu. Và như vậy là ta đã xong được cái phần nhập số liệu cho cái bảng dữ liệu thuộc tính của chúng ta. Ctrl S để lưu lại. Save. Và bây giờ hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được cái bảng số liệu này để ta vẽ các biểu đồ. Để ví dụ như sau: Window, New Graph, Window, chọn Color, Next, Add bảng số dân vào đây, vẽ theo cục. Ok, đấy, giả sử như vậy.
Như vậy ta đã biểu hiện được cái sử dụng cái bảng dữ liệu thuộc tính độc lập này để vẽ biểu đồ phụ.